Sau khi truyền hình báo Thanh Niên phản ánh về tình trạng triều cường xâm thực ở thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, thì sạt lở vẫn tiếp tục diễn biến theo hướng ngày càng trầm trọng. Hàng trăm ngôi nhà của thôn dân cư này đang đứng trước miệng của hà bá. Chiều ngày 1 tháng 3 năm 2018, phóng viên báo Thanh Niên trở lại khu vực sạt lở thôn Tiến Đức. Đây là cây dừa có trong phóng sự mà truyền hình Thanh Niên đã phát 3 ngày trước. Giờ đây, nó đã nằm hẳn dưới biển. Theo người dân sống ở thôn Tiến Đức, trong 3 ngày qua, triều cường đã ăn sâu vào bờ hơn 1 mét. Vào ban đêm, sóng có lúc đánh cao trên 3 mét. Ở những nơi chưa làm kè mềm, thì những ngôi nhà phía bên trong sập xuống biển chỉ là chuyện nay mai. Người dân hết sức bức xúc vì họ cho rằng nguyên nhân là do thành phố Phan Thiết cho làm kè cứng ở phường Đức Long. Kè dở dang khiến cho dòng chảy đẩy xuống thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành. Là em ở từ đó thăm mấy 30 năm là biển hồi đó nó còn xa lắm. Từ ở đây là còn 3-4 điểm nhà là người đi cây cố rồi ông tùm. Sau này nó làm cái kè ở dưới Đức Long xuống á, là bắt đầu á, mỗi năm nó lỡ một dãy nhà là bắt đầu nó rút vô 3 dãy nhà. Bây giờ vô cái đường đi, vô luôn cái dãy nhà của em là 4 dãy. Trong khi đó nhà em là con nhỏ này, chồng em làm về phi này. Nên bây giờ nhà có nhà ở mà không có đường đi chứ không dám ở, đem đồ đi gỡ hớ trong nhà. Trong nhà người ta dầu dời ta chiều hàng ngày về để thắp nhang hết đồ cho em được không à, chứ không dám ở. Đáng chú ý là việc làm kè mềm ở đây vừa triển khai hôm trước Tết nhưng cũng lại tiếp tục dở dang, khiến cho tình trạng triều cường sâu xé vào bờ và người dân hết sức hoang mang. Cụ bà Nguyễn Thị Bổn là vợ của liệt sĩ, hiện sống với một người con gái bị bệnh tâm thần. Phía sau ngôi nhà của bà cụ đã sát mép nước. Triều cường đe dọa hai mẹ con già yếu và nguy cơ sập nhà là không tránh khỏi. Ở đây bây giờ nhà như vậy đây, mình thành đoạn bây giờ bằng thờ. Bằng thờ bằng tự, cái linh tới, cái linh lùi, linh tới, cái linh lùi, từ bữa sống mừng tới bữa đây, linh tới, cái linh lùi, để... Hai ngày qua, chính quyền xã Tiến Thành đã xuống khảo sát để báo cáo thành phố phương án bảo vệ người dân. Đối với những ngôi nhà có nguy cơ sập thì sẽ vận động đưa bà con sang nơi trú ẩn an toàn. Khi nào thành phố Phan Thiết và tỉnh Bình Thuận còn chưa có giải pháp nhanh chóng kịp thời thì không những hàng trăm ngôi nhà mà số phận của hàng trăm con người ở nơi này vẫn sẽ còn phải đứng trước miệng của hà bá. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.